Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 67. Chương 661, dẫm lên dấu chân 2. Đây là con đường hoạt động của con quỷ kia. Con đường này rất chính xác. Ta đã thấy được những cái dấu chân do con quỷ này để lại. Trước đó con quỷ đã trở về từ cái ngã tư đường này. Trên đường đi nó đã để lại một chuỗi các dấu chân, các ngươi nên chú ý nhìn vị trí của dấu chân. Tiếp theo, ở bên này là hình ảnh của chúng ta lúc đi vào bên trong. Bên trong quỷ vực lại xuất hiện hình ảnh của mấy người dương gian, là tố nhất, đây là cảnh tượng lúc bọn hắn vừa mới đi đến. Lúc con quỷ đi trở về, nó không có giết người. Bên trong quỷ vực, ác quỷ và mấy người dương gian được huyễn hóa ra đối mặt đi ngang qua nhau ở một đoạn hành lang. Kết quả là tất cả mọi người đều bình an không có việc gì. Vấn đề bắt đầu xảy ra từ lúc con quỷ này quay người đi trở về. Quỷ nhãn của Dương Gian Dương khẽ động, hình ảnh được tạo ra bên trong quỷ vực bắt đầu thay đổi. Con quỷ kia bắt đầu quay người đi trở về, cũng chính là bộ dáng đâm đầu đi tới phía trước. Động tác của con quỷ này rất chậm, cho nên chú ý nhìn thời gian. Thời gian nó giết người lần thứ nhất là vào lúc 2 giờ 10 phút, cũng chính là lúc Hùng Văn Văn bị tập kích lần thứ nhất. Không nhìn ra có cái gì không đúng cả. La Tố Nhất mở to hai mắt, muốn nhìn ra coi có cái gì không đúng không, kết quả lại không phát hiện được gì. Dương Gian bình tĩnh nói, thông tin đã được đưa ra rất rõ ràng. Ta lại lặp lại cảnh tượng lúc chúng ta đi vào một lần nữa nhé. Tiếp theo đó, bên trong quỷ vực, hình ảnh của mấy người Dương Gian lại xuất hiện lần nữa. Vào giờ phút này, ở trong mắt của mọi người, con quỷ kia và bọn hắn ở một chỗ trong hành lang cùng đi theo một hướng về phía trước. Ngay tại một giây phút nào đó, một việc vô cùng đáng giá chú ý đã xảy ra. Bên trong quỷ vực, vào lúc hơn 2 giờ 10 phút một chút, dấu chân của con quỷ kia cùng dấu chân của Hùng Văn Văn trên hành lang trùng khớp với nhau. Không, chính xác mà nói là dấu chân của con quỷ kia bao trùm lên dấu chân của Hùng Văn Văn để lại ở trên mặt thảm. Hình ảnh ở bên trong quỷ vực dừng lại. Là do Dương Gian cố ý dừng lại, ánh mắt hắn nhíu lại, thấy được chưa, hơn 2 giờ 10 phút một chút, vào lúc con quỷ quay người ở trên hành lang. Dấu chân quỷ mà nó để lại quỷ vừa vặn đè lên và bao trùm lên dấu chân của Hùng Văn Văn đã để lại trước đó. Sau đó con quỷ này dừng việc đi lên phía trước lại, nó bắt đầu giết người, Hùng Văn Văn bị tấn công. Lại nhìn vào vị trí mà con quỷ này giơ đao. Trước đó ta liền đã để ý đến vị trí mà con quỷ này giơ đao vừa vặn chính là ở trên cổ của Hùng Văn Văn. Cho nên đầu của thằng nhóc này bị chém rơi xuống đất. Chẳng qua là cái đầu bị đao của con quỷ này chặt không phải của Hùng Văn Văn bây giờ, mà là của Hùng Văn Văn lúc để lại dấu chân. Hình ảnh ở bên trong quỷ vực lại bắt đầu chuyển động lần nữa. Con quỷ kia giơ lên con đao bổ củi loang lổ đầy vết rỉ sét, sau đó nắm chặt. Hùng Văn Văn bị đao bổ củi chém trúng. Đầu rớt xuống do đã để lại dấu chân ở chỗ đó. Cái này cùng với hình ảnh chết đi mà ta đã dự đoán trước đó giống nhau như đúc. Hùng Văn Văn nhìn thấy một màn này, bị dọa kêu to. Ôi má ơi, thì ra là như vậy. Con quỷ này chỉ cần đạp lên dấu chân mà người khác để lại liền sẽ bắt đầu giết người. La Tố Nhất bị giật mình thiếu chút nhảy lên. Lúc này Hùng Văn Văn nhìn thấy cảnh tượng mô phỏng ở bên trong quỷ vực, liền lôi kéo cánh tay của Dương Gian hô to. Mau lên, thời gian gần đến rồi, con quỷ này sắp đạp trúng dấu chân của ta rồi. Không, đạp trúng dấu chân cũng không phải mấu chốt, dấu chân bị con quỷ này đạp trúng lúc đi qua hành lang cũng đâu thiếu đâu. Muốn thật sự phù hợp với yêu cầu, dấu chân của nó nhất định phải hoàn toàn bao trùm lên dấu chân của chúng ta, lúc đó mới là thời điểm nó bắt đầu giết người. Dương Gian trực tiếp nắm tấm thảm ở dưới chân lên, lật ngược mặt trái của nó lại. Dấu chân của mọi người để lại trên mặt thảm trước đó toàn bộ in trên mặt trái. Đã hết 2 phút, lại một lần nữa Hùng Văn Văn không có việc gì. Con quỷ vẫn như cũ đi lại lung tung trong hành lang. Thấy được một màn này, Dương Gian lập tức thở dài nhẹ nhõm. Suy đoán chính xác, quy luật giết người của con quỷ này chính là dựa vào đạp trúng vết chân của người khác sau đó bắt đầu tiến hành giết người. Chính vì vậy, nên cũng khó trách vì sao trước đó, vào lúc lần thứ nhất gặp được con quỷ thì hắn và Hùng Văn Văn lại không có xảy ra việc gì. Chỉ đến khi quỷ vực sắp bị khuôn mặt tươi cười của con quỷ kia đánh nát thì Hùng Văn Văn mới dự đoán đến tình trạng chết đi của hai người. Không có quỷ vực, dấu chân tự nhiên cũng liền bị lộ ra,
Lúc ấy con quỷ kia đang lòng vòng ở phòng ăn trên lầu 2 tự nhiên cũng sẽ rất dễ dàng đạp trúng dấu chân của bọn họ. Mà nó, cái này, cái quy luật dễ dàng bị phát hiện như vậy lại thiếu chút nữa hại chết hết mấy người chúng ta. Khó trách Dương Gian ngươi vẫn luôn không có bị tấn công, là bởi vì từ khi vào đây đến giờ ngươi vẫn luôn dựa sát vào tường mà đi. Dấu chân ở bên lề, không có ở giữa đường, mà con quỷ kia chỉ đi lung tung ở giữa đường thì làm sao có thể đạp trúng vết chân của ngươi được. La Tố Nhất không biết lấy ra từ chỗ nào một điếu thuốc lá, hắn ngậm lên miệng nhưng tìm mãi vẫn không thấy cái bật lửa. Từ một màn mà ta lặp lại lúc này đến xem thì thật sự là như vậy, Dương Gian nói. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 662, gương mặt trên vách tường 1. Đem tất cả những chiếc thảm ở bên này toàn bộ lật qua, che lại dấu chân của chúng ta đã để lại lúc trước khi đi ngang qua nơi này. Bảo đảm những nơi khi con quỷ này qua lại trên hành lang sẽ không dẫm lên dấu chân của chúng ta. Căn phòng bên trong tạm thời không cần phải để ý đến, con quỷ này nhìn qua không giống là loại quỷ thích vào bên trong mấy căn phòng đi dạo. Tuy nhiên, vì vấn đề an toàn cho nên, tuyệt đối không thể thả cái thứ này ra khỏi khách sạn. Nếu không, nó ở bên ngoài đi dạo lung tung, tùy tiện đi một bước đều có thể đạp trúng dấu chân của một người. Khi đó ai mà biết được một ngày nó sẽ giết bao nhiêu người. Dương Gian bắt đầu phân phó La Tố Nhất và Lâm Lạc Mai đem thảm lật ngược mặt lại, xóa đi dấu chân của mấy người bọn hắn. Tồn tại một con quỷ đáng sợ như vậy, mỗi một lần nó tấn công liền có thể khiến cho một cây nến quỷ tiêu hao gần hết mới có thể ngăn lại. Thế nhưng quy luật khiến cho nó giết người lại đơn giản như vậy. Đơn giản đến mức giống như là trò chơi của mấy đứa bé con, đạp lên dấu chân. Nhưng quả thật đúng là càng đơn giản liền khiến cho người ta càng cảm thấy sợ hãi. Ai cũng không biết được khi nào mình sẽ bị con quỷ này đạp trúng dấu chân mà mình để lại từ đời kiếp nào, để rồi sau đó bị nó giết chết. Như vậy là được rồi sao? Sau khi làm xong tất cả mọi việc, La Tố Nhất vẫn còn có chút lo lắng, sợ hãi. Dương Gian liếc mắt nhìn thoáng qua hắn nói, chỉ cần không tới gần con quỷ này chắc là sẽ không có chuyện gì. Một khi tới gần nó, ta lo lắng con quỷ này sẽ xuất hiện khả năng đặc biệt khác. Hiện tại nó như thế này ở trong khách sạn đi tới đi lui cũng xem như là tương đối tốt. Nếu như nó ra khỏi khách sạn đi lung tung thì trong khoảng thời gian ngắn đó chúng ta muốn xóa bỏ các dấu chân đã để lại trước đó tương đối khó khăn. Thứ kia còn đang hướng về phía bên này đi đến, lập tức cùng ta vào trong căn phòng kia. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút số 31 bên cạnh cửa phòng. Con quỷ xuyên tạc ký ức kia 89/10 là ở trong này. Trước đó không có mở cửa phòng ra là bởi vì lo lắng hai bên đều gặp địch, bây giờ chắc đã không có vấn đề gì. Mình có thể chuyên tâm đối phó thứ này, bên trong căn phòng này sẽ không có nguy hiểm gì đi. La Tố Nhất thận trọng nói, cho dù có nguy hiểm thì có thể nguy hiểm hơn cái thứ bên ngoài kia không? Cho dù như thế nào thì trước hết cũng phải tránh đi một chút, ít nhất phải để cho con quỷ này rời khỏi dãy hành lang kia chúng ta mới có thể ra ngoài. Dương Gian không có tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn mạnh mẽ mở cánh cửa của căn phòng số 31 ra. Cánh cửa phòng mở hé ra một khe nhỏ, có ánh đèn từ bên trong truyền ra tới. Ánh đèn màu vàng mờ mờ ảo ảo đem đường đi chiếu sáng. Sắc mặt của Dương Gian tối lại, hắn cũng không thể để ý được nhiều như vậy, trực tiếp liền xông vào. Không đối phó được con quỷ ở bên ngoài, chẳng lẽ cũng không đối phó được với con quỷ bên trong kia. Nhìn thấy hắn đi vào, Hùng Văn Văn cũng vội vàng đi vào theo. La Tố Nhất và Lâm Lạc Mai cũng không dám ở lại cái hành lang bên ngoài này. Dù sao ở cách đó không xa, con quỷ kia lại quay đầu đi về phía bọn họ. Có trời mới biết sau khi tới gần con quỷ kia có thể thay đổi quy luật giết người hay không, sau đó liền trực tiếp ra tay xử bọn họ. Không thể đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Cùng với căn phòng số 13 vừa rồi không giống nhau, ánh mắt của Dương Gian trầm xuống. Chỉ có đi vào mới phát hiện căn phòng này rất lớn. Nó cũng không u ám tối tăm, mà ngược lại đèn ở nơi này rất sáng. Cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở bên trong căn phòng này. Nhưng mà khi hắn nghiêm túc quan sát các bức tường xung quanh một chút thì lại khẽ run lên. Trên vách tường bên trong căn phòng này dán đầy những tờ báo cũ kỹ, trên mặt báo loang lổ đầy vết máu. Ở giữa mỗi một tờ báo đều treo một gương mặt đang nhắm mắt, có đầy đủ ngũ quan,
sinh động như gương mặt thật của con người. Những gương mặt người này có đầy đủ nam, nữ, người già, trẻ nhỏ. Muôn hình muôn vẻ, người nào đều có. Chỉ tính sơ quá, ít nhất cũng có hơn 200-300 gương mặt. Lại dựa theo lượng máu tươi đọng lại trên những tờ báo này đến xem, những gương mặt người này để ở chỗ này chắc cũng chưa quá lâu, nhiều lắm cũng chỉ khoảng chừng 10 ngày mà thôi. Con quỷ kia đem thân thể của người bị hại đặt ở căn phòng số 13, đem mặt đặt ở căn phòng số 31. Hai căn phòng này đều không có gì nguy hiểm. Nguồn gốc của sự nguy hiểm không nằm trong phòng, mà nằm ở bên ngoài phòng. Ta muốn tìm được con quỷ này thì nhất định phải đi đến khách sạn Seja. Muốn tìm ra con quỷ này thì nhất định phải đi đến nơi đó. Chỉ cần tới nơi đó thì sẽ để lại dấu chân, như vậy sớm muộn gì dấu chân cũng sẽ bị đạp trúng, sau đó thì bị giết chết. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 663, gương mặt trên vách tường 2. Lúc trước, ta gặp phải nguy hiểm ở lầu 2, đó là bởi vì quỷ dẫm dấu chân lúc đó đang ở ngay tại lầu 2, cho nên quỷ báo chí liền làm ra động tĩnh dẫn ta đi đến phòng ăn. Nó không cần tự mình đối phó ta, mà chỉ cần hạn chế quỷ vực của ta là đủ rồi. Khó trách sau khi con quỷ báo chí kia khống chế Triệu Lỗi liền chọn một chỗ như vậy. Nơi này đối với quỷ mà nói quả thực chính là một cái bẫy vừa hoàn hảo lại vừa xinh đẹp, người nào tới đây người đó liền chết. Dương Gian nhìn xem từng gương mặt người trên vách tường kia, trong lòng đối với cái bẫy mà con quỷ này bố trí xem như đã hiểu biết một cách, rõ ràng và tường tận. Cái gì nó cũng không cần làm, chỉ cần ở chỗ này chờ tự mình đưa tới cửa. Không, ở đây còn có một câu hỏi. Ta là thông qua tủ quỷ và tin tức mà Triệu Lỗi để lại trước khi chết mới biết được sự tồn tại của căn phòng số 13 và căn phòng số 31. Sau khi đến thành phố Trung Sơn, ta cơ hồ tránh đi phần lớn những người khác mà đi thẳng tới khách sạn Seja. Con quỷ kia làm sao có thể xác định được ta nhất định sẽ tới nơi đây đâu. Đối với nơi này, đây tuyệt đối không phải là nơi có thể dùng 1-2 ngày thì có thể chọn được, nhất định là đã sớm có âm mưu. Đây là một cái bẫy đã được bày vẽ thật lâu. Dương Gian tự hỏi bản thân, nhưng mà vẫn nghĩ không ra được điều gì, có lẽ nguyên nhân là do Triệu Lỗi bị khống chế, hoặc là do quá hiểu rõ bản thân mình đi. Thu hồi mấy cái suy nghĩ này lại, hắn tiếp tục tìm kiếm ở trong căn phòng kia. Nhưng mà kết quả lại khiến Dương Gian có chút thất vọng, ở đây cũng không có phát hiện bóng dáng của con quỷ kia. Mặc dù con quỷ kia từng ở nơi này, nhưng rõ ràng là bây giờ nó không còn ở đây nữa. Dương Gian, ngươi mau nhìn chỗ này, ngươi nhìn gương mặt này đi. Đột nhiên giọng nói vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi của Hùng Văn Văn vang lên. Thằng nhóc này bỗng nhiên chỉ vào một gương mặt người trong tờ báo cũ nhuộm đầy máu tươi trên vách tường. Đó là gương mặt của một người phụ nữ với ngũ quan đoan trang chính trực, sắc mặt hồng nhuận, giống như chỉ đang ngủ thiếp đi mà thôi. Nhưng dáng vẻ lại rất quen thuộc. Đây là dáng vẻ của Đồng Thiến. Đây là chuyện không có khả năng, gương mặt của Đồng Thiến tại sao lại ở chỗ này? Dương Gian còn đang định tìm kiếm gương mặt của Triệu Lỗi xem có thể hay không đem nó trở về cho Triệu Lỗi. Cho nên hắn rất giật mình khi nhìn thấy Hùng Văn Văn phát hiện ra gương mặt của Đồng Thiến. Gương mặt của Đồng Thiến ở đây, như vậy Đồng Thiến lúc trước, được mình đưa đi bệnh viện là ai? Hai gương mặt giống nhau như đúc. Sắc mặt của Dương Gian không ngừng thay đổi, mặc dù không quá tình nguyện tin tưởng, nhưng từ lúc nhìn thấy gương mặt này của Đồng Thiến trở về sau trong lòng hắn cũng đã bắt đầu ý thức được. Đồng Thiến lúc trước bị mình đưa đi bệnh viện rất có thể chính là con quỷ thật sự. Nó có được thân thể của Đồng Thiến, cũng có được gương mặt của Đồng Thiến. Nhưng mà đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Nếu như con quỷ kia dùng thân phận của Đồng Thiến, như vậy gương mặt quỷ trên người Đồng Thiến kia lại đang ở chỗ nào? Quỷ có thể bỏ đi gương mặt của những người khác, nhưng tuyệt đối không có khả năng bỏ đi gương mặt quỷ của nó. Trước đó Dương Gian liền suy đoán con quỷ này vẫn luôn tìm kiếm gương mặt quỷ của mình, còn về phần những người khác chẳng qua là người bị hại vô tội chẳng may bị lôi kéo vào trong đó mà thôi. Dương Gian, Đồng Thiến đang ở trong bệnh viện kia có vấn đề gì hay không? Ngay cả đứa bé như Hùng Văn Văn đều cảm thấy được chuyện này không có bình thường. Dương Gian đương nhiên biết Đồng Thiến có vấn đề, nhưng trong đầu hắn lại đang suy nghĩ gương mặt quỷ kia bây giờ đang ở đâu. Tìm được gương mặt quỷ kia có nghĩa là tìm được khởi nguồn. Nhưng khi hắn nhớ lại lúc đầu khi mới đặt chân vào khách sạn,
Đồng Thiến khi đó đang giả làm nhân viên lễ tân của khách sạn, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười tươi tắn. Trong lòng Dương Gian dần dần dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Là cái gì khiến cho hắn cảm thấy sau khi quỷ tìm được gương mặt tươi cười còn phải luôn luôn bảo trì nụ cười? Quỷ khống chế mặt quỷ, có lẽ đã có thể không cần cười. Sau khi mọi việc đã được làm rõ ràng, bây giờ cũng chỉ có một đáp án. Đồng Thiến chính là quỷ. Còn Đồng Thiến thật sự bây giờ chỉ còn lại một gương mặt đặt ở trên vách tường này. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 664, Quỷ báo chí 1. Vì lý do cẩn thận, Dương Gian lại đem toàn bộ căn phòng kiểm tra thêm một lần nữa. Không hề có gì bất ngờ, kết quả vẫn giống như lúc trước. Trong căn phòng này không có quỷ, khả năng mà Đồng Thiến đang nằm trong bệnh viện kia là quỷ cực kỳ lớn. Con quỷ kia có thể sửa đổi ký ức của người khác, cướp đi gương mặt của người khác, muốn có được một cái thân phận không có người nào nghi ngờ thật sự là quá đơn giản. Trên vách tường bên trong căn phòng này, từng gương mặt người với ngũ quan rõ ràng chính là minh chứng tốt nhất. Chỉ là con quỷ này từ trong số những người bị hại đông đúc chọn chúng hai người Triệu Lỗi và Đồng Thiến. Triệu Lỗi chỉ giống như một người cấp dưới mà nó cần dùng đến trong giai đoạn đầu. Nhưng sau khi có được một cái thân phận tốt hơn thì đã bị con quỷ này không chút do dự bỏ qua. Đồng Thiến thân là người ngự quỷ, lại là cảnh sát hình sự quốc tế, còn cùng tổng bộ bên kia có liên hệ. Nếu như con quỷ kia hoàn toàn có được cái thân phận này, về sau có thể sẽ sinh ra nguy hiểm và tác hại vô cùng to lớn. Đem tất cả mặt người trên vách tường lấy xuống hết, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên Dương Gian mở miệng nói, cái gì? Lấy hết xuống mang đi, Dương Gian, ngươi muốn mang mấy thứ này đi làm cái gì? La Tố Nhất kinh ngạc nghi ngờ hỏi. Dương Gian nói, phía sau mỗi một gương mặt đều là một tờ báo màu đỏ, đây là một sự kiện linh dị khác. Ta tìm không thấy quỷ, cướp đi tờ báo trong tay nó cũng coi như có chút thu hoạch. Chỉ có điều báo được dán trên vách tường này nhiều như vậy, ta rất khó từ trong đó tìm ra được tờ báo nào mới thật sự là thứ thuộc về con quỷ kia. Cho nên ta dứt khoát mang đi toàn bộ. Chờ sau khi ta xử lý xong mấy chuyện bên ngoài rồi trở về tìm từ từ cũng không muộn. Nếu như Đồng Thiến thật sự là quỷ, như vậy ngày đó vào lúc mình đem cô ta đi, tờ báo đẫm máu màu đỏ kia nhất định vẫn còn để lại ở bên trong căn phòng này. Con quỷ kia tuyệt đối không có khả năng mang đi theo, bởi vì nó không thể trốn được ánh mắt của mình. Nhiều mặt người như vậy, lấy đến lúc nào mới xong đây? Tuy La Tố Nhất có chút ai oán phàn nàn, nhưng vẫn bắt đầu đem mặt người trên tường lấy xuống. Lâm Lạc Mai, ngươi đừng giúp hắn, cùng Hùng Văn Văn đứng ở chỗ đó là được rồi. Dương Gian lại mở miệng nói tiếp, không thể đảm bảo thứ này không có nguy hiểm gì, dù sao trước kia nó là vật phẩm ở trong tay của con quỷ kia, có lẽ bản thân nó cũng đã là một con quỷ. Cái gì? Có nguy hiểm? Sao ngươi không nói sớm? La Tố Nhất giật mình trực tiếp đem tờ báo trong tay mà mình vừa xé xuống ném xuống trên đất. Dương Gian nhìn hắn nói, liên quan đến sự kiện linh dị có chuyện nào là không nguy hiểm? Ta cảm thấy cho dù có gặp nguy hiểm thì chắc chắn ngươi cũng có thể chịu đựng được một chút. Ta đã từng đánh qua một trận với tờ báo này. Đối phó với nó không khó, điều duy nhất cần phải để ý chính là nó có thể ảnh hưởng đến ký ức của con người. Phương pháp sử dụng cụ thể thì không biết, nhưng ta tin rằng tìm ra nó cũng không có gì khó. Chẳng qua cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi, tính nguy hiểm cũng không lớn. Mà cho dù ngươi có bị nó ảnh hưởng thay đổi ký ức muốn ra tay với ta, ta cũng có thể ngay lập tức thu phục ngươi. Mà nó, thì ra nguyên lai ngươi nghĩ như vậy, chẳng trách ngươi không tự mình ra tay. La Tố Nhất nhịn không được chửi tục một tiếng, cảm thấy tên khốn này quá mức hèn hạ. Dương Gian nói, nếu bây giờ ta không lấy thứ này đi thì sau này con quỷ kia liền có thể trở về khách sạn lấy đi. Ngươi cảm thấy rơi vào trong tay của ta tốt, hay là rơi vào trong tay của con quỷ kia tốt hơn? Ngươi không cần giận dỗi, vừa rồi ta đã cứu mạng của ngươi, cho nên ngươi nên bỏ ra chút ít sức lực đền đáp, chẳng lẽ chỉ có chút ít nguy hiểm như vậy ngươi cũng không đồng ý gánh vác? Ta đánh không lại ngươi, nói cũng nói không lại ngươi, nể mặt sự tình vừa rồi ta sẽ giúp ngươi chuyện này đi. La Tố Nhất nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù không phục, nhưng những lời Dương Gian nói cũng rất đúng. Nếu không phải lúc này hắn tìm được quy luật giết người của con quỷ kia,
lại thông qua dự đoán về tương lai của Hùng Văn Văn biết được thời gian chết của hắn, chắc chắn hắn đã ngỏm củ tỏi ở đây rồi. Mặc dù Dương Gian luôn lộ ra một kiểu thái độ khiến cho người khác cảm thấy rất phản cảm, nhưng hắn vẫn luôn có điểm mấu chốt cuối cùng không thể vượt qua. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 665, Quỷ báo chí 2. Hắn sẽ không tùy tiện giết người, lúc cần phải cứu người cũng nguyện ý ra tay cứu giúp, so với những người ngự quỷ khác tốt hơn rất nhiều. Chờ sau khi La Tố Nhất giải quyết xong mấy thứ đó, chúng ta liền rời khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian này các ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát, khôi phục một ít sức lực. Tinh thần căng thẳng trong một khoảng thời gian dài sẽ khiến thể lực của các ngươi chịu không nổi. Dương Gian lại nhìn về phía Lâm Lạc Mai và Hùng Văn Văn một chút. Bọn hắn so ra thì kém hơn người có thể khống chế quỷ ảnh không đầu là mình, thể lực dường như dùng không bao giờ hết. Nhưng điều kiện quyết định là thân thể có thể chịu đựng được, nếu không thân thể sẽ bị suy sụp và phá hủy từ từ. Lâm Lạc Mai gật nhẹ đầu khi liếc nhìn những gương mặt người trên tường vẫn mang theo sự không yên lòng như cũ. Nhưng hắn thật sự rất mệt mỏi nên đã tìm một chỗ xem có vẻ tương đối an toàn ngồi xuống. Sắc mặt của Hùng Văn Văn cũng không được tốt lắm, nó có vẻ tái nhợt không được bình thường, giống hệt như đang mắc bệnh nặng. Dương Gia nhìn thấy tình trạng của thằng nhóc này như vậy, mặc dù không có hỏi thăm, nhưng trong lòng cũng biết rõ. Thời gian ác quỷ của Hùng Văn Văn khôi phục đã không xa. Nếu như bên phía của Vương Tiểu Minh không đưa ra được phương án nào có thể kéo dài thời gian ác quỷ khôi phục của Hùng Văn Văn, như vậy lần này sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của Hùng Văn Văn. Mỗi một người ngự quỷ đều có thể sẽ chết vào bất cứ lúc nào, cho dù là một đứa bé 10 tuổi cũng không khác biệt. Dương Gian thở dài ở trong lòng, thân phận, tuổi tác cũng không phải là nhân tố quyết định ngươi có chết hay không. Kể từ ngày trở thành một người ngự quỷ, trong lòng mỗi người đều biết rõ, một ngày nào đó sớm hay muộn mình cũng sẽ bị ác quỷ giết chết. Liền ngay cả Dương Gian, chẳng qua cũng chỉ là tạm thời hóa giải nguy cấp mà thôi. Mặc dù việc nguy cấp là ác quỷ khôi phục được hóa giải, nhưng bởi vì vụ việc quỷ quái lần này mà mình lại rơi vào một tình huống nguy cấp khác, chính hắn cũng không biết mình còn có thể chống đỡ thêm bao lâu nữa trong loại tình huống này. Thời gian trôi qua từng giờ từng giờ, La Tố Nhất đang không ngừng xé từng tờ báo cũ đẫm máu trên vách tường xuống, thuận tiện còn đem mấy gương mặt người trên báo cũng lấy xuống. Trong lúc này Dương Gian đang tìm cách liên hệ với tổng bộ. Vệ tinh định vị trong điện thoại không có tín hiệu, bất cứ tin tức gì đều không thể gửi đi ra ngoài. Nơi này chỉ sợ đã không phải là khách sạn Casa ở thành phố Trung Sơn. Đây có lẽ là một cái không gian linh dị, không có tín hiệu cũng có thể chấp nhận. Chuyện này liền có thể chứng minh lúc trước ta cự tuyệt yêu cầu giúp đỡ kia là chính xác, tin tức cầu cứu của Quách Phàm là giả, là mồi nhử gạt ta đến đây. Có trời mới biết con quỷ kia vì giết chết ta đã âm thầm lặng lẽ chuẩn bị như thế nào. Tuy nói có lẽ quỷ không có trí thông minh, nhưng mà một, khi nó có thể điều khiển con người, như vậy mọi thứ liền trở nên không giống nhau. Sau khi trở thành quỷ nô, con người chẳng khác gì đang làm việc cho quỷ. Điều đó chẳng khác nào gián tiếp tăng lên độ kinh khủng của quỷ, khiến nó trở nên khó đối phó hơn. Dương Gian một bên tự hỏi, một bên đánh giá những gương mặt người treo trên vách tường. Ở bên trong những gương mặt người này, hắn tìm mãi vẫn chưa thấy gương mặt của Triệu Lỗi. Không biết gương mặt của Triệu Lỗi là bị con quỷ kia bỏ đi, hay là nó cũng không có ở đây, mà đặt ở trên thân thể của một người nào đó. Không tìm thấy gương mặt của Triệu Lỗi liền không có biện pháp hồi sinh Triệu Lỗi, nếu như vậy thì hắn sẽ chết thật sự. Dương Gian nhìn xem thân thể của Triệu Lỗi, thân thể vẫn còn có các dấu hiệu của sự sống. Nhưng nếu như không nhanh chóng tìm gương mặt của thân thể này trở về, thì cái chết cũng chỉ là chuyện của mấy ngày nay mà thôi. Dương Gian, tờ báo này không thích hợp. Ước chừng qua khoảng 20 phút, La Tố Nhất đang ra sức làm việc chăm chỉ đột nhiên lên tiếng nói chuyện. Làm sao? Dương Gian lập tức xoay chuyển quỷ nhãn, ánh mắt mang theo vài phần quỷ dị nhìn sang. Phía trước La Tố Nhất là một tờ báo màu đỏ đẫm máu có treo một gương mặt người, cùng những tờ báo khác giống nhau như đúc, cũng không có gì khác biệt. Tuy nhiên, nó có một điều khác biệt duy nhất là bên trên tờ báo này lại được viết đầy những chữ lít nha lít nhít. Nét chữ này là của Triệu Lỗi. Dương Gian và Triệu Lỗi là bạn học chung lớp, trước kia bọn họ thường xuyên ở chung một chỗ làm bài, học tập. Chữ viết của hắn Dương Gian sẽ không nhận lầm.
các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 666, Quỷ báo chí 3. Những nét chữ viết trên tờ báo rất nguệch ngoạc, siêu siêu vẹo vẹo, lớn nhỏ không đều, giống như là được viết ra một cách rất tùy ý. Đi, tìm Dương Gian, canh chừng hắn. Ngươi là quỷ, quên quá khứ của ngươi đi, ngươi là quỷ nô. Những dòng chữ này quay xung quanh bên cạnh một gương mặt người, đó là gương mặt của một người đàn ông. Dương Gian không biết người này, nhìn bộ dáng giống như là một người bị hại vô tội, lùi lại, ngay lập tức. Bỗng nhiên Dương Gian nhìn thấy tờ báo màu đỏ đang dán trên vách tường này phồng lên, giống như là bị thứ gì thổi đầy hơi, sau đó liền trực tiếp hướng về phía mặt của La Tố Nhất chụp lên. Dựa vào, La Tố Nhất đã có chuẩn bị từ sớm, mặc dù lá gan của hắn không lớn, nhưng hắn có thể sống đến bây giờ cũng là có nguyên nhân. Ít nhất thì phản ứng cũng đủ mau. Hắn lập tức liền điên cuồng rút lui về sau, đồng thời làn da ở trên người cũng đã nứt ra từng cái lỗ thủng nho nhỏ. Lộ ra máu thịt đỏ tươi ở bên trong, giống như có thứ gì muốn từ bên trong chui ra ngoài. Hắn theo bản năng muốn sử dụng năng lực của ác quỷ. Tờ giấy này chính là khởi nguồn. Ngay sau đó Dương Gian trước một bước chạy đến, hắn chụp lấy tờ báo đẫm máu giống như đang còn sống này. Tờ báo đẫm máu báo đó vùng vẫy một hồi, gương mặt người ở phía trên cũng phát ra những tiếng gào thét quái dị, giống như ác quỷ đang kêu gào, khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng nó cũng chỉ có thể vùng vẫy một hồi mà thôi. Sau đó một chút, tờ báo màu đỏ yên tĩnh trở lại. Một tầng bóng dày có màu đen như mực bao phủ lên bên trên tờ báo màu đỏ, sợ bóng sợ gió một trận. La Tố Nhất nhẹ nhàng thở ra, những cái lỗ nhỏ trên người hắn vỡ ra khi nảy lại tranh thủ thời gian khép lại. Phía dưới da thịt của hắn dường như có vô số dây leo nhỏ đang ngọ nguậy không ngừng, quỷ dị mà đáng sợ. Con quỷ báo chí này hình như chỉ có thể tấn công người nào cách nó gần nhất, vừa rồi chắc là ngươi đã đi vào phạm vi tấn công của nó. May mắn mặc dù năng lực của thứ đồ chơi này quỷ, dị, nhưng cấp bậc kinh khủng của nó không cao, ta có thể nhẹ nhàng xử lý nó. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Quỷ ảnh liền có thể áp chế con quỷ báo chí này, xem ra cùng quỷ dây thừng không sai biệt lắm. Thậm chí còn không đáng sợ bằng quỷ dây thừng sau khi khôi phục. Quỷ dây thừng sau khi khôi phục liền có thể rủ xuống dây cỏ đầy trời, thậm chí có thể bao trùm ít nhất đến mấy con đường. Nhưng mà con quỷ này hình như chỉ có thể tấn công một người. Sau khi khởi nguồn ở nơi này bị khống chế, những gương mặt người trên vách tường lập tức liền rào rạt rơi xuống từng cái từng cái. Những tờ báo khác đã mất đi năng lực của quỷ, bắt đầu trở lại dáng vẻ bình thường. Những cái khác đều là sản phẩm diễn sinh của lực lượng của ác quỷ, khởi nguồn của chúng đã bị khống chế, mấy cái đó cũng không có gì quan trọng, Dương Gian nghĩ thầm trong lòng. Tuy nhiên, từ tình huống vừa rồi đến xem, nếu như tờ báo này muốn xuyên tạc ký ức của một người thì trước hết phải đem gương mặt của người đó lấy xuống, rồi mới viết nội dung lên phía trên. Sau đó lại đem gương mặt người kia dán trở về, cuối cùng mới hoàn thành một quá trình xuyên tạc ký ức con người. Nhưng mà nếu như có người bình thường ở gần nơi đó, cho dù gương mặt không có bị đoạt đi, cũng sẽ chịu một số ảnh hưởng nhất định. Dương Gian nhớ lại lúc mà mình nhìn thấy tờ báo này lần thứ nhất. Lúc ấy hắn đã phải chịu một số ảnh hưởng nhất định. Quỷ báo chí, gương mặt khóc đạt được trong sự kiện linh dị trên xe buýt lần trước, lại thu hồi gương mặt tươi cười trên người con quỷ kia. Như vậy phương pháp hoàn mỹ để khống chế mặt quỷ trong sách da người đã gom đủ. Dương Gian yên lặng đem con quỷ báo chí này cuốn lại rồi dùng giấy vàng gói kỹ lại, sau đó bỏ nó vào trong một cái hộp bằng vàng. Nhưng mà đối tượng mà sách da người lựa chọn lại là Đồng Thiến, do nó biết Đồng Thiến là quỷ, mới cố ý nói như vậy. Để hại ta đem những gương mặt khác đều đưa cho quỷ. Một khi con quỷ kia đạt được hai gương mặt quỷ là gương mặt khóc và gương mặt tươi cười, rất có khả năng nó sẽ tiến hành phản công giết ngược lại ta trong nháy mắt. Nghĩ tới đây trái tim của hắn dần dần chìm xuống. Mặc dù các thông tin trong sách da người không có gì sai, ít nhất không hề nói ra một câu sai lầm nào. Nhưng mà thân phận người được lựa chọn lại là một sự lừa dối vô cùng lớn. Mà loại lừa dối này lại dẫn con người ta đi đến đường chết. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 667, Điện thoại của Phùng Toàn 1.
đã ngây người ở trong căn phòng số 31 gần 2 tiếng. Trong lúc này ở bên trong căn phòng vẫn luôn rất an toàn, ít nhất cho tới bây giờ chính là như vậy. Mặc dù xung quanh trông có vẻ quỷ dị làm người ta sợ hãi, nhưng trên thực tế cũng không có xảy ra sự kiện linh dị nào. Con quỷ đang lang thang ở bên ngoài kia cũng không cố ý tìm tới căn phòng ở trong này cho bằng được, trừ khi Dương Gian tự mình đi tìm đường chết, thắp sáng ngọn nến quỷ màu trắng đó. Nghỉ ngơi cũng đã đủ rồi, chúng ta nên rời khỏi chỗ này, con quỷ ở bên ngoài đó có lẽ bây giờ đã không còn ở ngoài cửa nữa. Lúc này Dương Gian có ý định rời khỏi khách sạn Seja. Nhiệm vụ của hắn vẫn còn chưa giải quyết xong, cần phải tiếp tục hành động bước tiếp theo. Còn về phần vấn đề có liên quan tới sự cố khinh khí cầu đầu người ở bên trong khách sạn này, chỉ có thể tạm thời bỏ qua thôi. Xét về độ nguy hiểm của hai sự kiện thì chắc chắn là con quỷ xuyên tạc trí nhớ đó có mức độ nguy hiểm cao hơn. Con quỷ đó bây giờ đã lấy được thân phận của Đồng Thiến, hắn không biết được tiếp theo nó có thể sẽ làm ra chuyện gì. Khó khăn lắm ngươi mới phát hiện ra quy luật giết người của con quỷ. Ở bên ngoài kia, chẳng lẽ không muốn nhân lúc này khống chế nó sao? Nếu như ngày nào đó nó trốn đi, nó sẽ gây ra phiền phức lớn lắm đó, con quỷ đó sẽ dẫm loạn lên dấu chân của người khác. Cũng có thể sẽ dẫm lên trên đầu của chúng ta, tới lúc đó chúng ta đều không biết mình sẽ chết như thế nào. La Tố Nhất sau khi dọn xong đồ vật ở trong tay thì mở miệng nhắc nhở. Dương Gian nhìn về phía cánh cửa của căn phòng nói, những gì ngươi nói rất có lý, nhưng mà bây giờ không phải là lúc. Muốn bắt giữ triệt để một con quỷ đã biết rõ quy luật giết người của nó thì trước hết ngươi cần phải sống sót. Nếu thật sự muốn giải quyết nó, thì không nên dùng quá nhiều thủ đoạn mà nên tạo ra tư cách có thể trực tiếp đối mặt với nó. Nếu như chỉ bắt giữ mà không thể khống chế nó, quỷ có cấp bậc cao sớm muộn gì cũng sẽ trốn thoát. Đương nhiên nếu có đủ vàng thì có thể thỏa mãn điều kiện này, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là tiếp xúc, con quỷ bên ngoài kia trước mắt chỉ là dẫm lên dấu chân liền sẽ giết người. Một khi ta tiến hành tiếp xúc trực tiếp với nó, có lẽ sẽ sinh ra một loại biến hóa nào đó mà ngươi không thể biết trước được. Thứ đó trước kia ngươi cũng nhìn thấy đấy, tấn công một lần liền có thể tiêu hao một cây nến quỷ của ta, liền xem như là ta cũng gánh không nổi. Trước hết cứ mặc kệ đi, hiện tại ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Ngoài ra các ngươi cần phải giữ bí mật về chuyện này, không được nói ra bên ngoài. Ta sẽ nghĩ cách nhốt con quỷ này lại bên trong khách sạn, để nó không đi ra ngoài được. Cũng không báo cáo với bên phía Triệu Kiến Quốc luôn sao? Hùng Văn Văn hỏi. Dương Gian nói, ta sẽ tự mình giải thích rõ ràng với phía tổng bộ ở bên kia. Hắn đương nhiên sẽ làm báo cáo, nhưng mà hắn lại càng biết giấu một tay, bởi vì hắn cần thanh đao bổ củi ở trong tay của con quỷ kia. Có lẽ thanh đao đó là một món đồ khủng khiếp đáng sợ, nhưng không hề nghi ngờ nó cũng là một món đồ giết người tốt đầy sắc bén. Mà người phát hiện con quỷ này trước nhất lại chính là mình, Dương Gian không có lý do gì để không để mắt đến con quỷ này. Đương nhiên điều quan trọng nhất là phải nghĩ biện pháp đem con quỷ ở bên ngoài kia bắt giữ một cách triệt để. Sau một lúc thu dọn và nghỉ ngơi, những người khác cũng đã khôi phục sức lực. Sự khẩn trương và vẻ sợ hãi cũng đã giảm bớt rất nhiều, mặc dù vẫn mang một gương mặt căng cứng nhưng đã tốt hơn trước đó rất nhiều. Sau khi lại trải qua sự kiện linh dị một lần nữa, ở kế bên cái chết đi đi về về mấy chuyến, cho dù là người có tâm lý tố chất kém đến mức nào thì ít nhiều gì cũng có thể tiến bộ chút ít. Biểu hiện không đến mức còn giống ý hệt với trước đó khiến người ta không thể chịu nổi. Với lại giờ phút nguy hiểm và hung tàn nhất cũng đã trôi qua. Kẽo kẹt. Theo tiếng mở của cánh cửa ở căn phòng số 31, hành lang u ám ở bên ngoài dường như lại bị bóng tối tràn tới bao phủ. Cho dù chỉ nhìn về phía bên ngoài một chút cũng khiến cho người ta cảm thấy bản thân như thể sắp không thở nổi. Ở trong loại hoàn cảnh như thế này, cho dù không có quỷ, người bình thường cũng có thể bị hù chết. Đi theo ta sẽ dùng quỷ vực mang các ngươi rời đi, như vậy sẽ không để lại vết dấu chân. Dương Gian vươn ra ngoài nhìn hai bên trái phải một chút. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 668, điện thoại của Phùng Toàn Hai. Nhất là trên con đường đi về, hắn tập trung kiểm tra tìm kiếm bóng dáng con quỷ đi lung tung ở bên ngoài kia. Giống như suy đoán của hắn, con quỷ kia hiện giờ đã không còn ở nơi này, chắc là đã đi lung tung sang những chỗ khác. Cho nên bọn hắn có thể tạm thời thả lỏng một chút,
quỷ vực, bao trùm những người khác. Sau khi xác định mọi thứ cũng không có gì nguy hiểm, hắn trực tiếp đem quỷ vực mở rộng đến hành lang ở bên ngoài. Ngay lập tức, hành lang đen nhánh bị một tầng ánh sáng màu đỏ bao phủ, nhưng kỳ lạ là quỷ vực của hắn không có cách nào bao phủ bất kỳ căn phòng nào ở xung quanh. Những căn phòng ở gần đó, mỗi phòng đều giống như một vùng cấm địa, cho dù là quỷ vực cũng không có cách nào đi vào bên trong thăm dò. Trong đó dường như đang tồn tại một số kiêng kỵ cùng những điều đáng sợ không biết là gì. Sắc mặt của Dương Gian có một chút thay đổi, hắn không ép buộc chính mình phải điều tra. Đối với hắn mà nói, nơi này còn có rất nhiều điều nguy hiểm mà hắn không biết được. Ví dụ như, ở nơi này kéo dài một đường, giống như là một sợi dây vô hình chạy dài bên cạnh hành lang, ở bên trong vô số căn phòng ở đây liền thật không có nguy hiểm gì sao? Không có gì là chắc chắn. Bản thân nơi đây đã là một cái không gian linh dị, bên trong nó chắc chắn có nhiều thứ nguy hiểm đang tồn tại. Dương Gian không dám đem quỷ vực xâm nhập vào trong đó, sợ động chạm đến một loại khủng bố không biết tên nào đó. Hắn chỉ bao trùm con đường đi trở về của bọn hắn, bảo đảm trên đường đi sẽ không để lại vết dấu chân, tạo thành cơ hội giết người cho con quỷ kia. Đi! Sau khi xác định không bắt gặp nguy hiểm gì, Dương Gian trực tiếp sử dụng quỷ vực mang theo mọi người rời đi căn phòng kia. Đồng thời cũng mang đi vô số gương mặt người ở bên trong phòng. Những gương mặt người này cho dù đối với chính hắn cũng không có tác dụng gì, nhưng Dương Gian tuyệt đối cũng sẽ không để cho con quỷ kia. Nên biết rằng, phía sau mỗi một gương mặt người sẽ đại diện cho một thân phận. Con quỷ kia không chút kiêng kỵ gì mà thay đổi thân phận, dung nhập vào bên trong những người bình thường. Đây là một loại nguy hiểm tiềm ẩn, so với con quỷ ở bên ngoài kia càng khiến cho người không yên lòng. Lỡ như một hôm nào đó con quỷ này biến thành phụ nữ, rồi một người nào đó không biết rõ sự tình mà ngủ với người phụ nữ kia, cảm giác đó đủ để người ta tê tái cả da đầu. Đi ra. Thời gian chớp mắt một cái, Dương Gian lại đứng bên cạnh một cái cửa sổ ở lầu 4 thêm một lần nữa. Lối đi của hành lang trước đó đã biến mất không còn. Cái này cũng không phải là thật sự biến mất không còn gì nữa, mà do Dương Gian đang ở trong quỷ vực nên căn bản không có biện pháp gì có thể trông thấy, cần phải rời khỏi quỷ vực mới có thể trông thấy nó. Ta đem tất cả thảm đều mang đi, cho chúng nó một mồi lửa thiêu rụi hết, chỗ này cuối cùng sẽ không còn vết dấu chân nào bị để lại, cũng có thể tránh cho con quỷ này đi giết những người khác. Dương Gian nói xong, lập tức đem quỷ vực bao trùm toàn bộ khách sạn, sau đó đem tất cả những tấm thảm lót trên mặt đất đều mang đi. Vì lý do cẩn thận, liền gạch lót đường ở đại sảnh tầng 1 hắn đều nạy ra mang đi, một viên cũng không trở lại. Tất cả mọi thứ ở những nơi mà mấy ngày nay đã đi qua, hoặc những nơi có khả năng đi qua hắn đều kiên quyết không để cho dấu chân có cơ hội để lại. Bởi vì hắn không thể biết được lúc nào thì con quỷ kia lại trở về bên trong khách sạn một lần nữa. Sau khi rời đi nơi này, ta sẽ phong tỏa toàn bộ cái khách sạn này. Phong tỏa vĩnh viễn, Dương Gian nói thầm trong lòng. Nhưng mà ngay tại lúc hắn vừa làm xong những chuyện này thì đột nhiên, âm thanh của vệ tinh định vị trong điện thoại di động lại vang lên. Ta nghe. Dương Gian im lặng suy nghĩ một chút, sau đó mới nghe điện thoại. Ngươi đến khách sạn chưa? Ngươi tính cứ như thế mà đi. Đầu kia của điện thoại truyền đến giọng nói của Phùng Toàn. Giọng nói của hắn có chút kỳ quái, giống như có chút suy yếu không sức lực. Dương Gian còn chưa mở miệng, Phùng Toàn lại nói tiếp, tình trạng của ta có chút hỏng bét, dẫn ta đi với, ngươi cũng không muốn ta chết ở chỗ này đúng không, xem như sau này có thêm một con quỷ đi, còn sống sao? Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn tra xét định vị, thật sự thấy được vị trí định vị của Phùng Toàn ở một chỗ nào đó trong lầu 4. Nhưng hắn vẫn nhất định không để ý đến, bởi vì trong lòng của hắn đã ngầm thừa nhận Phùng Toàn đã hy sinh. Là do quỷ sương mù cũng đã xuất hiện, đây là dấu hiệu khôi phục của ác quỷ. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 669, Dương Giang đi cứu viện 1. Bất ngờ tiếp nhận được điện thoại của Phùng Toàn khiến tâm trạng của Dương Gian tương đối nghiêm trọng. Bởi vì cho dù là hắn, hay là tin nhắn cầu cứu trước đó của Quách Phàm gửi đều có thể có vấn đề, ít nhất nó không đáng để tin cậy nữa. Cho dù là Dương Gian cũng không biết bọn hắn có vấn đề gì hay không, cũng không có cách nào biết được, dù sao chuyện giả mạo ký ức không thể nào xác minh được. Thật ra ngươi nên chết mới đúng. Dương Gian nghe điện thoại,
đồng thời mang những người khác đi đến đại sảnh ở tầng 1, ở đây tạm thời an toàn. Đối với những chiếc thảm hay gạch lót có thể có dấu chân của mình thì sẽ bị quỷ vực đưa xuống dưới lòng đất hàng trăm mét để chôn giấu. Không cần chôn quá sâu, chỉ cần không để con quỷ kia đạp chúng là được rồi. Giọng của Phùng Toàn tiếp tục vang lên, ta đúng là thiếu chút nữa là đã chết rồi, nhưng cũng xem như là may mắn được sống tiếp. Lúc trước ta có để ý vị trí của ngươi. Lúc xuất hiện ở khách sạn ta đã bắt đầu gọi điện cho ngươi, nhưng thật không may, ngươi đi vào chỗ đó không có tín hiệu, ta tưởng rằng ngươi ở bên trong đã bị thủ tiêu rồi, giống như chúng ta. Ngươi cũng đã tới chỗ đó. Ánh mắt của Dương Gian khẽ chuyển động, đã nhìn thấy con quỷ đó chưa? Nếu không nhìn thấy, nó cũng không thành ra như thế này, ta nghi ngờ chỗ này căn bản chính là một cái bẫy. Có cái gì đó dụ dỗ chúng ta và những người ngự quỷ khác tới đây để chịu chết ở chỗ này. Cái xác của người đàn ông cao lớn đó vẫn đang lang thang ở trong khách sạn này. Một khi quy luật giết người bị kích hoạt, không có người nào có thể chịu đựng được, trong đó bao gồm cả ngươi. Trong giọng nói của Phùng Toàn để lộ ra một chút sợ hãi. Hắn là một trong những người ở nhóm người ngự quỷ lúc ban đầu, thậm chí kinh nghiệm mà hắn trải qua còn nhiều hơn Châu Chánh đã chết kia. Lúc hắn đang xử lý các sự kiện linh dị thì Dương Gian vẫn còn đang ngây thơ không lo nghĩ gì ở trong trường học. Từ trong giọng điệu của hắn để lộ ra vẻ sợ hãi, cũng đủ để chứng minh cái bẫy có xác người đàn ông cao lớn đó đang sợ tới cỡ nào. Dương Gian nghiêm túc hỏi, ngươi nói thử xem, làm thế nào mà ngươi có thể chịu được một trận tấn công của con quỷ đó? Miễn cưỡng xem như có thể chống lại đi, nhưng mà cái giá phải trả rất lớn và thảm thiết. Nếu như ngươi không chịu mang ta rời đi nơi này mà nói, chẳng bao lâu nữa ta cũng sẽ chết đi. Quỷ sương mù ở bên ngoài chắc ngươi cũng đã thấy được đúng không? Phùng Toàn nói, lúc ngươi ra vào nhất định cũng đã bị quỷ sương mù quấy nhiễu. Tuy nhiên, may mắn là bây giờ nó còn không có khôi phục hoàn toàn, nếu không phạm vi bao phủ của quỷ sương mù tuyệt đối không chỉ có lớn như vậy. Không có khôi phục hoàn toàn, điều đó có nghĩa là quỷ sương mù là bị ép buộc rời khỏi cơ thể của ngươi, chứ không phải là sau khi hồi phục rồi mới chạy ra ngoài sao. Ngay lập tức Dương Gian đã đoán được đại khái tình trạng của Phùng Toàn vào lúc này. Cơ thể nhất định là không còn được nguyên vẹn. Bị con quỷ đó chém cho một đao, đó là lý do tại sao quỷ sương mù có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đúng vậy, ngươi nói không hề sai. Phùng Toàn nói, Dương Gian đang định hỏi thêm một số việc về tình hình lúc đó. Nhưng ngay vào lúc này, trong điện thoại di động của hắn truyền đến một giọng nói khác là của Triệu Kiến Quốc ở tổng bộ. Dương Gian, ta là Triệu Kiến Quốc, hiện tại mang Phùng Toàn rút lui ra khỏi đó ngay lập tức. Sự kiện khinh khí cầu đầu người ở thành phố Trung Sơn đã kết thúc. Từ lúc ngươi bắt đầu đi vào khách sạn cho tới bây giờ, số lượng người chết của vụ án không có tiếp tục tăng lên nữa. Lần này ngươi đã lập công lớn, ta sẽ cảm ơn ngươi thật tốt. Cái gì? Sự kiện khinh khí cầu đầu người đã kết thúc? Dương Gian ngây ra một lúc khi nghe thấy như vậy, bản thân hắn còn chưa có đi xử lý việc này, tại sao nó đã kết thúc? Việc này có phải đã xảy ra sự nhầm lẫn gì rồi đúng hay không? Hay là bên phía Triệu Kiến Quốc đã nhầm với chuyện khác rồi? Vấn đề ở thành phố Trung Sơn ta đã giải quyết một phần rồi, nhưng cũng không phải là toàn bộ, bây giờ ngươi nói những lời này là còn quá sớm. Dương Gian trả lời, ta biết tình hình rất phức tạp, nhưng như vậy thì càng cần phải đảm bảo sự an toàn cho tất cả các ngươi. Hiện tại ngươi là người duy nhất có năng lực hành động, hy vọng ngươi không nên bởi vì một chút ân oán cá nhân cùng với Phùng Toàn mà từ chối cứu viện hắn. Cuộc điện thoại này của Triệu Kiến Quốc rõ ràng là đang lo lắng Dương Gian thấy chết mà không cứu, để Phùng Toàn chết ở bên trong khách sạn Seja. Mặc dù năng lực của Dương Gian rất lớn, rất giỏi trong việc giải quyết các sự kiện linh dị, nhưng Triệu Kiến Quốc cũng biết rõ đây cũng là khuyết điểm của Dương Gian, vì vậy hắn vẫn luôn rất để ý đến việc này. Cứu Phùng Toàn ra, ở bên này ta sẽ tính thêm cho ngươi một phần công lao. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 670, Dương Giang đi cứu viện 2. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, trong lòng suy nghĩ một chút, sau đó hắn nói, nếu như ngươi đã nói đến nước này mà ta vẫn không đi cứu hắn, quả thật là không còn gì để nói. Nhưng mà trước khi ta đi cứu hắn, ta muốn đem Hùng Văn Văn đi ra ngoài trước, bảo đảm sự an toàn của hắn. Chuyện này ngươi quyết định là được, tình hình ở nơi đó ngươi biết rõ hơn so với ta,
tạm thời ta sẽ không xen vào quyết định của ngươi. Ở bên kia, Triệu Kiến Quốc khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Dương Gian chịu đi cứu người, như thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù tên nhóc này có lúc rất là nguy hiểm, nhưng vẫn có một ưu điểm, đó là hắn rất coi trọng chữ tín, không phải giống như mấy tên lưu manh già miệng đầy súng đạn đang lưu lạc trong xã hội. Được rồi, ta ở bên này hành động, ngươi cắt kết nối ở bên đó đi. Dương Gian nói. Triệu Kiến Quốc ngắt kết nối ngay lập tức. Lúc này Phùng Toàn ở bên đó cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Hắn nói, Triệu Kiến Quốc không nỡ để một người có thể khống chế hai con quỷ như ta chết ở đây. Dương Gian, ngươi kéo ta một cái sẽ không lỗ đâu. Dù nói gì đi nữa thì chúng ta cũng xem như là đã quen biết từ lâu. Quen biết từ lâu. Sự kiện ở thôn Hoàng Cương lần trước, bởi vì mấy lời nhắc nhớ lung tung của ngươi mà ta suýt chết. Nếu như không phải lo lắng ác quỷ của ngươi khôi phục ta không xử lý được, ngươi đã chết từ lâu rồi. Dương Gian cười lạnh nói, chờ ở đó, ta quay lại liền đi cứu ngươi. Nói xong, đầu tiên hắn mang ba người Hùng Văn Văn, Lâm Lạc Mai cùng với La Tố Nhất đưa ra khỏi màn sương mù quỷ dị kia. Tạm thời đừng rời khỏi chỗ này, hiện tại thành phố Trung Sơn không an toàn, ta còn có một chuyện khác cần phải quay lại thực hiện và cần đến sự giúp đỡ của các ngươi. Dương Gian liếc mắt nhìn La Tố Nhất cùng với Lâm Lạc Mai. Vẻ mặt của La Tố Nhất như đưa đám nói, có thể từ chối được không vậy? Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ đem vị trí khống chế hai con quỷ của ta nhường cho Lâm Lạc Mai, coi đó như là tiền công mà ta đã hứa với nàng. Dương Gian nói, ngươi có thể không cần phải giúp đỡ, nhưng mà không phải ngươi đã nói muốn bảo vệ Lâm Lạc Mai hay sao? Lúc này không để ý tới ta, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, ngươi tự mình nhìn xem rồi làm đi. Hắn có thể nhìn ra rằng cái tên La Tố Nhất này có tình cảm đối với Lâm Lạc Mai, nhưng mà hắn không quan tâm đó có phải là tình yêu đích thực hay không. Lời ngươi nói, ngươi có giữ hay không? La Tố Nhất vội vàng nói, ngươi thật sự bằng lòng đem vị trí đó đưa cho Lâm Lạc Mai sao? Đương nhiên, ta nắm trong tay vị trí đó cũng không có tác dụng gì. Lại nói không chừng về sau ta còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của các ngươi nữa. Ta không nghĩ nhìn thấy một người ngự quỷ dùng tốt như vậy liền chết đi. Sau này nếu cần dùng đến thì biết đi nơi nào mà tìm. Dương Gian rất thành thật nói ra suy nghĩ của mình, không cần thiết phải che giấu. Bởi vì yêu cầu của bản thân, nên bọn hắn không thể nào từ chối được. Được rồi, vậy ta sẽ giúp ngươi thêm một lần này nữa. La Tố Nhất nghiến răng rồi nói, vì tương lai của em gái nhà ta mà suy nghĩ. Lâm Lạc Mai ở bên cạnh tuy không thể mở miệng nói chuyện nhưng lại có chút cảm động. Cô dùng máy chiếu phim nói, mặc dù ngươi khiến cho ta rất cảm động, nhưng đôi khi có chuyện cấp bách, ngươi cái gì cũng giúp không được, thời điểm mấu chốt còn sẽ la to, cùng Dương Gian so sánh, ngươi thua xa rất nhiều. La Tố Nhất, trông chừng Hùng Văn Văn thật kỹ, ở tại nơi này chờ ta, trước khi ta trở về, cần phải hết sức cảnh giác với bất cứ kẻ nào xuất hiện ở chỗ này. Hiện giờ, thân phận của con quỷ kia rất có thể là Đồng Thiến đang ở trong bệnh viện. Sự hiểu biết của con quỷ này đối với thành phố Trung Sơn so với trong tưởng tượng của ta sâu hơn rất nhiều. Ngoài ra, nhờ các ngươi giúp ta chăm sóc tốt cho cỗ thi thể này, đây là bạn học cùng lớp với ta, đừng có để cho hắn chết. Dương Gian dặn dò một câu, sau đó sờ lên đầu Hùng Văn Văn một chút, an ủi thằng nhóc này. Sau đó đặt cơ thể Triệu Lỗi xuống phía sau rồi quay người đi vào màn sương mù quỷ dị kia. Sau khi hắn đi vào màn sương mù, trong vô thức đã nắm chặt tờ báo quỷ dị bị dính máu đã lấy được trước đó ở trong tay mà không hề hay biết. Trong sách ra người đã nói thứ này có thể làm xáo trộn trí nhớ của con người, đúng lúc có thể thử xem một chút. Dù sao đối với Phùng Toàn hắn cũng không hề yên tâm, tên khốn này sẽ là một đối tượng thử nghiệm rất tốt, nếu như thành công, như vậy hắn sẽ nắm được phương pháp khống chế hai gương mặt quỷ. Ngoài ra về sau hắn còn có thêm một tên đàn em ẩn giấu bên trong nữa. Nếu như không thành công, cũng không có vấn đề gì hết. Triệu Kiến Quốc bảo hắn đi cứu người, nhưng cũng không có nói phải cứu như thế nào. Dù sao kết quả chỉ cần Phùng Toàn còn sống là được rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 67 của bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.